buổi sáng Thanh Bình và mình dẫn mọi người đi tham quan mấy cái chỗ xung quanh nhé. Lối đi vào cổng đó, mình sẽ bước đi sang bên này. Đây đó, bên này thì có những cái cây hoa, hoa màu vàng này, không biết hoa gì nhưng mà nó nở màu vàng này, nó chuẩn bị nở rồi, sáng sớm mà nó chuẩn bị nở rồi đấy. Đó, nó có con gì đầu đấy nữa, đây là những cái đầu nó ra túa này. Đây mình qua đầu đây, mình sẽ vứt những cái hạt hoa này ở đây. Đó, cái đầu này nó ra túa như thế này đây, đây đó, cái đầu và có xem những cái bông hoa màu vàng này. Đây là một cái hoa cụ mà màu hồng hồng á. Đây là những quả đầu, đầu là đầu đen xanh mong màu hạt to đó. Một đầu đen xanh mong hạt to thì nó có cái vỏ nó màu trắng ấy, thì nó vỏ nó màu đen như có cái vỏ trắng nhé. Đi qua đây, con sâu nó đang ăn này, đây những con kiến nó đang ăn cái mật, kiếm cái mật, con kiến và con ong nó đang ăn những cái mật của nó, cái bông hoa này đó. Trên những cái bông hoa này rất là đẹp, rất là nhiều bông ngon, màu sắc rất tươi và đẹp nhá, rất là xinh. Đây bông hoa này này, chỉ con này này đó, càng bông hoa này càng gần này, càng gần thì nó càng đó. Đây là những con kiến, rất là nhiều, anh mình view cảnh xa ra nhé, đó cho nó rõ. Đó, đây là cái con đường nhà mình.